Omniblend này thì nó khoảng là hơn 3 triệu. Promix cũng khoảng là hơn 3 triệu ngoài thị trường. Còn cái phân khúc này thì mình chia sẻ nó là phân khúc cao cấp hơn một chút, cũng là gần 10 triệu rồi, gần 10 triệu một con máy rồi. Về bản chất thì ba máy này thì máy nào cũng đẹp rồi. Mọi người dùng máy nào nó có cái ưu và nhược điểm khác nhau thôi, nhưng mà nó khác nhau không quá nhiều. Đấy, thì về cái giá tiền thì mình chia sẻ tương đối thôi nhá, tại vì nó sẽ tùy biến theo thị trường và đơn vị bán. Thì thương hiệu mà Omniblend này thì nó khoảng là hơn 3 triệu. Promix cũng khoảng là hơn 3 triệu ngoài thị trường. Tức là hai con máy này về phân khúc giá là sẽ tương đương nhau. Nó tùy vào cái thời điểm và đơn vị bán và cái thực tế mà khi mọi người trải nghiệm thì mọi người sẽ có sự lựa chọn thôi. Đấy, còn cái phân khúc này thì mình chia sẻ nó là phân khúc cao cấp hơn một chút. Phân khúc này thì nó khoảng độ là ngưỡng là gần 10 triệu rồi, gần 10 triệu một con máy rồi. Đấy, thì về cái phân khúc giá thì mọi người có thể thấy là chênh cũng khá là cao so với hai dòng này, đúng không ạ? Thì ở đây em đang có 3 cốc đá đây, mọi người thấy không ạ? Em sử dụng ở đây là 200g đá nhé, em vừa mới cân xong. Một, hai, ba. Cái máy Blendtec này. Promix ra này. Cốt dừa này, cốt dừa với đá này, đấy, rất là sệt đặc, đúng không ạ? Rồi, ok. Máy Omniblend ra. Phần của cốt dừa với đá sẽ ra theo. Đấy, thành phẩm của 3 ly. Để ba cái dòng máy xay này thì nó đều mạnh cả. Đấy, nó là phân khúc máy công nghiệp dùng cho mô hình kinh doanh quán. Thì nó chỉ khác nhau một chút, thứ nhất là về thương hiệu và giá thành. Góc độ mà chuyên môn của em ấy, thì em đánh giá về cái máy Blendtec ấy, nó phân khúc, để nói phân khúc về giá, nó là cao nhất trong ba cái dòng máy hôm nay em toàn chia sẻ. Thì cái chất lượng của cái máy Blendtec khi mà xay ra, mọi người thấy không ạ? Về cái độ sệt và sánh của sản phẩm nó sẽ là tốt nhất. Còn về cái máy Promix và Omniblend thì chất lượng và thời gian xay nó cũng tương đương nhau. Về chất lượng, về cái độ lỏng của nước và cái độ đặc của cốt dừa nó tương đương nhau. Đấy, hai máy này nó sẽ tương đương nhau và nó sẽ không được đặc và tạo form nó cứng như là cái máy Blendtec này. Cả ba dòng máy này khi chúng ta xay về cái lượng 3-4 cốc ấy thì ba máy này đều làm rất tốt về cái độ đặc, độ nhuyễn, độ sệt của sản phẩm.